Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin y tế đáng chú ý. Thưa quý vị, mới đây, tập đoàn Sinopharm Trung Quốc cho biết đã phân lập thành công virus đậu mùa khỉ và bắt đầu nghiên cứu vaccine để chủng ngừa căn bệnh này. Cho tới nay, thì Trung Quốc đại lục chưa báo cáo ca bệnh đậu mùa khỉ nào trong cộng đồng. Chỉ riêng có thành phố Trùng Khánh là xác nhận có trường hợp mắc đậu mùa khỉ nhập cảnh đầu tiên vào ngày 16 tháng 9. Theo thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của Công ty Công nghệ sinh học Trung Quốc, một công ty con của tập đoàn Sinopharm, Viện Sinh phẩm Vũ Hán thuộc công ty này, mới đây đã phân lập thành công virus đậu mùa khỉ từ các mẫu lâm sàng của bệnh nhân nhiễm bệnh, giúp giải quyết các vấn đề về nghiên cứu khoa học trong phòng chống và kiểm soát dịch đậu mùa khỉ. Hiện viện này đã bắt đầu nghiên cứu vaccine ngừa căn bệnh này. Trước đó, WHO tuyên bố sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được quốc tế quan tâm vào ngày 23 tháng 7. Tính đến ngày 20 tháng 10, hơn 75.100 ca bệnh đã được báo cáo trên toàn cầu, trong đó có 26 trường hợp tử vong.